Kính thưa quý vị, Nguyễn Xuân Nam xin cho tạm chào quý vị và sau đây là buổi nói chuyện giữa chúng tôi. quý Xuân Nam từ Bắc California, Silicon Valley và ký giả đoàn trọng từ Little Sài Gòn, Nam California. Xin chào anh đoàn trọng. Vâng, xin gửi lời chào tất cả đến quý vị cùng với chúng tôi qua chương trình buổi trưa cùng với Xuân Nam và đoàn trọng. Hôm nay thì khí hậu tại miền Nam California hình như thật là tuyệt vời, không còn là mùa hạ nóng bỏng nữa, mà là một mùa xuân dịu dàng, bầu trời như anh thấy tôi đang ở ngoài trời đây thì không có một cái ánh nắng nào chiếu rọi trên khuôn mặt mình và đây cũng là một cái dấu hiệu của một ngày nghỉ án tại New York tại vì không có chiến tranh nữa không có cãi lộn nữa ông trời anh cũng đồng cảm và để cho có một cái không khí mát mẻ vâng kính thưa quý vị hôm nay thì vụ án của cựu tổng thống Donald Trump với tất cả những sự kiện qua 34 tội danh gọi là kê khai tài chính không bất ngờ gian lần về vấn đề kê khai tài chính đã nghỉ và tất cả những sự kiện đã đổ dồn vào ngày hôm qua hôm nay thì báo chí không ngớt đề cập đến tất cả những sự kiện đã diễn ra ngày hôm qua với một michael cohen nhưng người ta lại nói đến ở phía ngoài tiền đường của tòa án ở tại new york city manhattan đó là phái đoàn hùng hậu của Đảng Cộng Hòa đã đến có thể nói để bộc lộ cái lòng gọi là u ái trung thành đối với người chủ của mình. Đó là phái đoạn của những người bao gồm Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, cũng giống như là thống đốc của tiểu bang North Dakota và South Dakota, cũng giống như một số dân biểu của tiểu bang Florida đã đến để có thể nói Donald Trump, we are stay aside you. Luôn luôn chúng tôi đứng bên cạnh quý vị như vậy thấy rõ ràng là đừng đừng có chê những người à, ở châu Mỹ, châu Âu này họ cũng rất đậm đà với nhau biết có thể biết trước, biết sau sống chết có nhau và nhiều khi cũng nhảy xuống những hầm mà có thể nguy hiểm với nhau nữa đó không khác gì người Việt Nam và chúng tôi sẽ lần lượt gửi đến quý vị tất cả những sự kiện liên quan đến cái chuyện đang và sẽ xảy đến ở tại miền Nam và miền Bắc California nhưng bây giờ mở đầu buổi ăn trưa hôm nay thì cái một cái món ăn nó không mấy thú vị. Kính thưa quý vị, chắc quý vị đã biết ông là ông là một trong những vị thủ tướng của Slovakia, là một trong những người đã lên tiếng chỉ trích chính phủ Cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam khi đã có những cái hành động sử dụng cái lãnh thổ của họ để qua bắt ông Trịnh Xuân Thanh từ từ uh, Đức trở về. Thì hôm nay cái tin sáng nay tôi nhận được vào lúc cỡ khoảng 6 giờ 40 sáng trên đường tôi đến đài truyền hình. Thì một kẻ nào đó đã bắn bốn phát súng vào dưới phía dưới bụng ông Phil Cox. Và đến bây giờ thì tin tức tôi nhận được cái sức khỏe của ông rất trầm trọng và có thể cái vấn đề tính mạng của ông cũng rất là nguy hiểm. <laughs> Ông là thủ tướng của Slovakia, chắc quý vị biết Slovakia là một trong những quốc gia hiện nay cũng đang gây nhiều cái nỗi tranh cãi nhất về cái vị thế của họ, về cũng giống như cái đường lối của họ đối với Nga, những đối với cộng đồng chung Âu Châu và đặc biệt là đối với khối NATO như thế nào. Và đến bây giờ thì chúng tôi chưa có thêm đầy đủ tất cả các tin tức về cái sự kiện này, nhưng cái sự ám sát ông thủ tướng này cũng là một trong những vấn đề mà có thể nói là cho cái tình hình ở tại Âu Châu càng ngày càng căng thẳng đó là chuyện mà chúng tôi muốn nói đến sang này một chút ít trước khi chúng tôi đi vào đề. Cái đấy là chúng ta phải nói chuyện gì thưa quý vị. Chắc là chúng ta phải nói đến hôm qua thì ông Joe Biden đã chính thức tháo khoán 1 tỷ đô la để có thể số tiền này chuyển qua cái hàng quân dụng mà đã có để đi đến Israel để hầu họ có thể sử dụng cái vũ khí này để chống lại tất cả những gì mà họ gọi là cái sự tấn công vào lãnh thổ của họ bởi Hamas. Cái vấn đề này tạo nên một cái vấn đề tranh chấp ở Hoa Kỳ rất nhiều và có thể nói rất nhiều người không đồng tình với số tiền thuế của họ tiếp tục ngày đêm chuyển vào tay những người mà họ có thể nói tạo nên những cái vấn đề nhờ những cái vũ khí của Hoa Kỳ đưa gửi đến để tạo nên những cái vấn đề chết chóc với những người vô tội. Chắc cũng vì đã biết sau ngày 7 tháng 10 đến bây giờ thì có tới 35.000 thường dân của Palestine đã hy sinh cái mạng sống của họ. Và hiện nay thì chúng ta thấy cũng rất nhiều người hiện nay đang kẹt ở giải Rafa Vì sao? Vì không có một cái lối thoát nào đi xuống phía Nam, để xuống Ai Cập thì chắc lẽ không có đi được. Nhưng cũng một cái tin chúng ta cũng thấy ở đời này, ông bà mình nói rằng ơn thì đền oán thì trả cái lần này thì chúng ta thấy rõ ràng đối với một phụ nữ người hiện nay là thượng nghị sĩ của tiểu bang Illinois đó là bà McCormick bà McCormick thì kính thưa quý vị bà này là một người gốc Thái Lan là một trong những chiến sĩ của quân lực Hoa Kỳ có mặt tại Iraq bà bà đã bị một trái pháo nổ khi chiếc trực thăng của bà bà lấy đi cái hai cái hai cái bắp đùi của bà cũng giống như một cánh tay của bà nhưng ông trời còn ngó mắt để lại cho bà và được một ông bác sĩ nổi tiếng và đã có mặt ở trong những cái toán quân tiền phương cứu chữa và có thể nói mạng sống của bà đến bây giờ thì bà vẫn cho biết rằng với tư cách là một thương nghị sĩ của tiểu bang Illinois tôi luôn luôn chân thành cảm ơn cái sự giúp đỡ của bác sĩ đã cứu bà tôi nhưng đến lúc này thì bà lại có một cái hành động cụ thể thưa anh bà đã chính thức gọi điện thoại cho đến ông thủ tướng Netanyahu Bà đã chính thức gửi đến tất cả những đồng viên của bà ở tại Thượng viện Hoa Kỳ ngày hôm nay vì tức cách là một thành viên của Đảng Dân Chủ đang nắm đa số tại Hạ Viện và yêu cầu tất cả các kinh chức ngoại giao có bao gồm ông Ngoại trưởng Anthony Blinken giải thoát và cố gắng làm sao để cho cái người bác sĩ đã từng cứu lấy mạng sống của bà hiện nay đang kẹt ở tại giải Rafa. Vì sao lại kẹt? Vì ông là một trong những 14 thành viên của một cái đoàn y tế thuyền nghiện. Và đến bây giờ, cái đoàn y tế này không còn có đủ phương tiện gì và cũng không thoát ra khỏi được cái gì. trên con đường rời khỏi cái giải, giải Rafas. Thì đây cũng là một trong những sự kiện. Theo anh Xuân Nam thấy, đời sống nó có những cái ơn thì đền, quán thì trả phải không? Cái hành động của bà Comus không biết như thế nào trong tương lai. Nhưng ít nhất chúng ta cũng có một cái lòng tôn trọng và một cái người vẫn còn nhớ đến những người trước sau như một phải không thưa dạ yeah. ừ. ơn trả ơn mà oán trả oán à mình khoát nói chữ oán trả oán nhưng ít nhất cũng còn có nhiều người ơn trả ơn phạm anh nhưng ừ. bên cạnh đó thì chúng ta cũng nói một chuyện ơn trả ơn nhưng lại không được nhiều người đồng tình đó là chuyện có mặt của ông chủ tịch Hạ viện Mike Thompson. Mike Thompson đã có mặt ở trước cái tiền đình của tòa án ở Manhattan và tiền hô hậu ủng có thể nói là gửi đến những cái lời cảm ơn và có thể nói hành động của ông với tư cách là một con người tỏ ra rất biết là trước sau như một. Ông tỏ lòng trung thành và đến để cùng nhau ủng hộ ông cựu Tổng thống Donald Trump trong những cái lúc giây phút mà ông cho rằng là hiểm nguy, hơi có vẻ nói ông hơi bị sự à, một cách ngoan nghiệt ở tại cái ngôi pháp đình ở tại New York. Thế thì việc trước tiên ông ta cho rằng cái vụ án này là một trong những cái vụ án mà có thể nói là như là vụ xử phù thủy và có thể nói đây là một cái vụ đối trọi của đảng dân chủ để cố lấy đi cái quyền tranh cử của ông cựu tổng thống Donald Trump. Thì lẽ nhiên ông Mike Johnson là một nhân vật chính trị thì ông có quyền trình bày với tất cả những quan điểm chính trị lúc nào cũng được. Nhưng hôm qua thật sự muốn biết ông hôm qua ông có xin giấy nghỉ thường niên hay không hay là ông vẫn là với tư cách của chủ tịch hạ viện vì nếu ông còn là tư cách chủ tịch hạ viện thì ông nên trả cái tiền lương ngày hôm qua lại vì ông đến đó là đi một cái chuyến riêng tư vì ông đến để ông trả ơn cho ông Donald Trump thì ông tự lấy tiền túi của ông tự lấy cái cái danh cá nhân của ông đi cho đừng đem cái chức vụ là chủ tịch hạ viện vì chủ tịch hạ viện không làm công việc đó cái đó chủ nó, nó trái với với lòng dân hiện nay nên biết không dạ yeah. khoan nói chuyện trái đây anh nói chuyện là cái công việc ông lệnh tiền lương của ông chủ tịch một dân biểu liên bang rồi ông đi làm công việc tư của ông đến đó để nói gì? Ông nói ông đến để cảm ơn ông Donald Trump đã giúp đỡ ông còn tồn tại được cái chức vụ này. No, ông Trump không phải là cái người mà tồn tại. Ông Trump chỉ là một người ủng hộ cái chương trình tồn tại của ông thôi. Nhưng tất cả những người dân biểu đã cùng với là đại diện cho người dân tín nhiệm ông ở vào cái chức vụ đó. Ông đừng có nên đi quá xa. Ông đừng có nên nói những cái chuyện tào lao. Vì ông Donald Trump không có giúp đỡ gì cho ông Ông Donald Trump cũng giống như tất cả những người khác Chỉ đưa ra những cái nhận định Và ông rằng sáng suốt để Còn phía trong sau hội trường chính trị Ông Trung muốn làm gì đó là chuyện giữa ông Trung và ông Chúng tôi muốn nói đến Đây là một cái phiên xử Mà ông đã đi quá xa Và ông cũng cho rằng là À, đây là một cái cơ hội để ông đến đây để, để bày đỏ lòng ủng hộ ông đồng ý ông cứ đứng ở đó mà ủng hộ nhưng ông đi vào phía trong lại không được vì ông đi vào phía trong với cái tư cách của ông là chủ tịch hạ viện tạo nên những cái yếu tố có thể nói không được bình thản cho những cái người đang đối diện với vụ án và những người dân chứng họ mất đi cái niềm tự tin với cái sự gọi là tôn trọng luật pháp khi họ thấy một vị chủ tịch Hạ viện đứng lên với tất cả những cái đường lối mà có thể ủng hộ ông Trump như vậy tạo ra một cái nỗi lo sợ cho họ khi họ đưa ra những cái lời mà trình bày trước tòa án. Đó là cái chuyện mà ông Mike Johnson. Và cái điều một điều quan trọng khác nữa, ông là một người gọi là lập pháp. Ông đừng có xía vào cái chuyện của tiểu bang New York. Tiểu bang New York họ có cái quyền của họ, họ muốn đưa ra tòa hay không đưa ra tòa là cái quyền của họ và họ chịu trách nhiệm về việc làm ông là người chủ tịch hạ viện ông không nên xía vào chuyện của người ta vì ông là nắm cái căn cân luật pháp ông làm như vậy thì vô vô tình ông tạo ra một cái kẻ hở trong cái cuộc đời chính trị của ông quá tào lao bà láp đó là một ý nghĩ thô thiện của tôi về chuyến đi của ông Mike johnson Nhưng lời lại cho anh Tối hôm qua tôi làm bản tin bởi khuyên qua đó tôi thấy cái sự biến đổi nó hơi nhanh trong cái đề vụ án tại new york ung chung khi mà tôi đọc bản tin xong nó thôi thúc tôi vào cuộc có thử lòng dân như thế nào thăm dò dư luận mới nhất và ai thăm dò new york times thăm dò với một hãng chung với hãng hàng thăm dò ý kiến mình coi thử dân mỹ đang nghĩ cái gì em biết trước đây đó, là đa số đều cho rằng đa số dù nó không, không trên bình lại không lớn nhưng trước đây được đa số đều cho rằng là đây là, scam chính trị đây là trò chơi chính trị triệt hạ lẫn nhau do đại nhân chủ tiến hành nhưng mà cái bản thăm dò ngày hôm qua cho thấy đó, là New York Times thăm dò có 52% người Mỹ tin rằng ông Trump đáng tội ông Trump có tội cần viết trong vụ mà trả tiền bịt miệng mà cái con số người ủng hộ xuống còn 22% do vậy cái vụ kiện tại New York vừa qua nó có cái giá trị rất lớn mặc dù thăm dò khác cho thấy rằng người dân không quan tâm lắm mua diễn biến vụ kiện này họ, họ không có truyền hình nó biết không nó ít tham tham ít ừ. thăm, 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 thăm giỏi hơn nhưng mà nó ảnh hưởng đến dư luận một cách kinh hoàng và ông trump nếu đúng như vậy thì có thể sẽ bị cần viết tích mà theo bản tin mà tôi đọc đó, nếu bị cần viết tích thì chỉ cần một tội ra thôi ông có thể bị tù từ 4 năm ừ. thì đó là cái chuyện báo động chúng ta chơi đâu và hiện nay đó thì cái chuyện đó mà chúng ta coi thử sắp tới đó, cái cuộc tranh luận ông như 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 thế nào trong việc này Tháng, tháng ngày tháng, cuối tháng sáu này ông mm. với ông ông Biden coi mm. thử nếu mà ông nếu mà ông 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 nếu mà ông trên đội không xuất sắc mà không thành công nhưng muốn đó, thì cũng kẹt lắm anh biết không dân bị sợ ừ. đánh giá báo chí sẽ đánh giá cho thấy hiện nay này ông Trung đã bước ra khỏi cái chiến trường lâu quá ông ông bước vô cũng rất là đột ngột Ừ. là tỷ phú bước qua chính trường không có kiến thức căn bản thậm chí còn hỏi một số quốc gia trên thế giới nó, nó, nó nằm nó nằm ở đâu vậy cái kiến thức về chính trị và địa lý của ông nghệ bị hạn chế mà bàn những vấn đề lớn ấy, thì ông không không biết vấn đề gì bạn do vậy cái bây giờ mà đúng là tranh luận với ông Biden, ông Biden là con cáo già gần 50 năm nay liên tiếp làm chính trị thì tôi sợ rằng ông Trung sẽ thất bại trong cuộc tranh luận Ông Trump thúc đẩy cuộc tranh luận sớm, nhưng mà đó là con dao hai lưỡi. Gặp một tay, một tay cáo dài như ông Biden thắng khó lắm. Thắng. Ừ. Tại vì ông đúng như anh, thắng anh, đúng như anh, lắm. anh sáng nay thì, đúng như anh đã vừa mới đưa tin là sáng nay một cái tin trước khi tôi nói chuyện với anh thì họ đã gửi đến qua hàng thông tấn Reuters. <laughs> me. God bless you. <laughs> Sorry quý vị. À, thì hãng Reuters đánh đi cho biết rằng là ông Donald Trump và ông Joe Biden đã đồng tình với nhau, thỏa thuận với nhau có hai buổi tranh luận. Một buổi tranh luận đầu tiên diễn ra vào ngày 27 tháng 6 và cũng buổi tranh luận thứ nhì diễn ra vào tháng 9 chưa rõ ngày. Nhưng đặc biệt ngày 27 tháng 6 thì ông Joe Biden đã đưa ra một cái hai người đồng tình với nhau là No Audience Live tuy nhiên là không có khán giả để theo dõi trực tiếp cái 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 live cái like, chương trình đó à, thì uh, theo anh nghĩ thì chắc lẽ tôi nghĩ thì hai bên cũng kể tám lạng người nữa. cân ông Joe Biden cũng là một trong những người đã có trên 50 năm trong cái nghề hành pháp trong cái nghề tư pháp lập pháp của ông hoạt động của ông nhưng bên cạnh đó thì ngôi sao Donald Trump cũng có thể nói gần đây là một trong những người cũng bày tỏ ra cho dân chúng biết rồi lớp tại vùng biển nhưng chắc là cái tuổi già nó thấm qua đi rồi thì ngay mình cũng học được ngay ở chính bản thân mình. Liệu hai người có giữ được cái cương vị gọi là sung thời như những gì trước đây hay không? Và càng ngày thì càng có cái nhiều dấu hiệu. Thì tôi, tôi cá nhân tôi thì tôi thấy ông đã mất sức khỏe rất nhiều qua cái vụ án ở tại New York. Tại một người thông dông có thể nói tương dông tự tại, đời sống tự do, ra đến góp rồi đi về gặp báo chí, gặp người đẹp, tiệc này, tiệc nọ. Bây giờ một ngày đi đến trở lại học tại trường làng ở tại New York một ngày ngồi mấy tiếng ngồi để rồi nhắm mắt ngủ ngồi để rồi nghe những chuyện mà ông cho rằng là, là đây là cuộc săn phù thủy thì tôi hỏi anh cái tinh thần ở đâu để còn bền vững được cho dù anh là sắt đá vậy anh cũng phải cái đó nó ảnh hưởng rất nhiều thôi rồi còn còn dẫm bị phạt bị tù bị bỏ tiền này bị nó đủ thứ chuyện mà cái vai trò của một người lãnh đạo một lãnh đạo đã từng lãnh đạo một cái quốc gia hàng đầu trên thế giới bây giờ trở lại trường học trở vào ấp chiến lược ngồi ở trong ấp chiến lược để nghe phòng thủ như vậy thì tôi hỏi anh làm sao chịu nổi đây là một cái giá trả rất đắt cho ông tổng thống trump vì tôi nghĩ rằng tại sao ông không xin được khám bệnh xin cho tôi ở nhà tôi nằm chút xíu ngửa lưng ra tôi nghe tôi được truyền máy về nhà tôi cũng được vậy. Tại vì ừ. dù sao đi nữa phải tôn trọng sức khỏe ông chứ. Ông đã 78 tuổi rồi chứ đâu phải ít nữa đâu thưa anh. Đó, ừ. à, mà bây giờ ngày hai buổi anh anh thử nghĩ coi đi vô trường vô ngồi ấp chiến lược ngồi lại ngày nào mà đâu phải là ngồi yên đâu. Ngồi phải có vẻ đủ tư cách của mình Ngủ cũng dám, ngáp cũng không dám Ho như hồi nãy, hắc xìa như tôi Hồi nãy cũng không được nữa Tại ở trong tòa án mà ông tòa án là vương quốc của ông có chuyện gì đó anh thấy ngồi đó để chịu trả hết 9 ngàn đồng bạc rồi mà lỡ vớ lại bị đi ở tù nữa một cái áp lực rất nặng đối với ông cựu tổng thống Donald Trump thành ra chúng ta thấy rằng cũng càng ngày càng thấy ông hình như mặt mày ông cũng khóc hát đi rồi tôi hỏi anh làm sao mà nói được với con với cái mình với gia đình mình khi mình ký chuyện của mình ăn ở với một người cho dù biết có hay là không có nhưng cái chuyện đưa ra một cái cô đào dựng dưng ra đó rồi còn nói chuyện mình nói về Melania, người vợ của mình có không ngủ chung. Tại sao phải đưa ra những cái chuyện như vậy? Thậm chí còn nói chuyện rõ ràng. Trời ơi, bẩn cái quần sọc ngồi chờ, tắm rửa ra là, là là có công việc làm liền. Thậm chí Tommy Daniel còn nói thẳng ra, là, ông làm tin đi làm tin với ông mở mắt. Và mở mắt ra chỉ thấy cái 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 cái... cái, cái, cái trên trận, trên trận nhà thôi vậy thôi thậm chí đủ thứ chuyện còn sự còn không nói sử dụng con đầm nữa tại sao phải đi nói những cái chuyện đó ra cái giá trị danh dự của một vị tổng thống Hoa Kỳ chứ nó phải ít đâu. Đây là một cái sự thất bại. Tôi không biết là kết tội không còn viết hay không, còn viết hay không nhưng mà cái chuyện vấn đề là một thất bại. Tôi nghĩ rằng rất là thất bại đối với ông Trump. Tự nhiên, tự nhiên khi không lại đi ra để cho người ta cởi cái áo, ta xem cái thẹo bên trái, thẹo bên phải, đủ chỗ hết. Thậm chí những cái thâm cung bí hiểm của cơ thể của mình cũng bị đưa ra nữa. Rồi cái này thì tại tôi không hiểu tại sao cố vấn pháp lý của ông Trung lại để ra như vậy được. Tại sao đủ thiếu gì cách? Ông dễ dàng đi khám bác sĩ của ông thì thiếu gì bác sĩ? Ngồi đau 50 phút, đau xương sống, đau phương bệnh tọa, đủ thứ chuyện hết. Thế tại sao lại... Không thì bắt cho ông vọng để ông nằm, ông nghe sự chứ tại sao để cho ông phải làm gì thì đâu còn sức để mà lãnh đạo quốc gia trong kỳ ông đắc cử khi tới nữa. Thế anh anh nên biết cái, cái cái những cái cuộc thăm dò trong thời gian sắp tới nó rất là nguy hiểm vâng đi xuống đình vì nó mà nó tụt xuống kiểu như mình tôi đọc New York Times tối hôm qua đó vâng bốn điểm ngay lập tức thì nó do những vụ đình sinh nó xảy ra mà nếu tụt thêm chút xíu nữa là không có trở tay được bốn điểm là biết gì nó nằm ngoài cái mức mà biên độ dao động ừ. năm ba điểm thì có sai số của, của, của vấn đề mà thăm dò nó thể nằm trong khoảng hai chấm mấy ba chấm nhưng bốn chấm là nó, là coi như anh đã đứng ngoài cái biên độ dao động rồi Tôi thì, thưa anh, tôi cũng quan tâm cái biên động là nhiều. Nhưng mà tôi quan tâm mai mốt nếu ông Trung ông đắc cử làm sao ông đủ sức khỏe để mà làm việc nữa. Qua cái thời gian thử thách vừa rồi nặng lắm anh ơi. Trước 4 năm vụ tòa, bao nhiêu tiền bạc đổ dồn cho luật sư, bao nhiêu chuyện này chuyện kia. Với một cái người lừng danh trên thế giới, người nổi tiếng tiền hô hậu ủng chung quanh đi đến đâu, cây cối nằm sạp xuống hết đó. Thế mà tại sao bây giờ phải ra ngồi tòa giống như một em bé đi học vậy? Nghe ra, ra đến đó để làm gì? Để nghe người ta nói về những cái không tốt về đời mình. Thì làm sao mà làm sao chịu đựng được? Ừ. Cái thần kinh nào mà có thể giữ được cái trí óc thông minh của mình được? Bởi ừ. thế... Tại vì ông họ, Ho họ kiều thân trâm mà họ kiều không chỉ ông trâm cái chiêu. Ồ, Hoàng Kiều còn dở thu trung nhiều không? Làm sao Hoàng Kiều? Hoàng không Kiều kiểu, thì... Kiều là người, người ta đề nghị Hoàng Kiều ra trên cử. À, Hoàng Kiều ra không ra trên cử được đâu. Hoàng thế Kiều, chỉ, là... Hoàng Kiều có gì cho hoàng kiều thành thật lắm hoàng kiều còn ấy lắm hoàng kiều còn uh, đây 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 ông Trung anh biết khi nói chuyện không có email là anh biết cái người ta như thế nào rồi không có nói chuyện mà hỏi luật sư đâu là không có rồi anh thấy biết hết mà tại sao mà để cho một mình cái người thân cận với mình người tay phải của mình michael cohen lại là, là đuổi đem ra những cái chuyện đó Thế tôi hỏi anh một người, anh anh cũng là người lớn, anh đi cũng quen biết nhiều người. Có khi nào một cái người phụ nữ yêu thương mình gần gũi với mình đi chơi với mình nhanh như vậy mà lại đi ra nói những cái chuyện là mình phải đặt lại, vì sao mình làm cái gì để người ta nói như vậy chứ anh? Đối với tôi là như vậy. Mình phải đặt ra hỏi ố, thế tại sao mình làm gì mà để cho mà Daniel nó nói như vậy ta? Cái chuyện này nó nói đâu có lợi gì đâu. Thậm chí nó có 130 000 rồi mà mình cho nó rồi tại sao nó còn nói nữa? ô oh, quá wow. bên bên phía công giáo thì có nói lỗi tại tôi lỗi tại tôi phải tìm ra cái, cái lỗi của mình ông Trump ấy, toàn những cái, những cái người mà tay trong ta đánh ta Yeah vô lý quá mà cái con đào của mình đi đánh mình, yeah. con đột sư mình đi đánh mình sao đỡ? Hai con nhỏ con nhỏ một con nhỏ là nó đã thích thú mình Karen McDougal nó cũng ấy mà tại sao giờ này nó cũng là ấy nữa đủ thứ chuyện như vậy mà có gì đâu dễ dàng quá hồi đó mai Cohen câu hơn chỉ cần một ân xá pardon là được thôi có gì đâu thì mình cũng nghĩ nó đã nó là gần gũi với mình đó là lăn xả với mình nó làm thế cần gì mà phải một cái búng tay một vị tổng thống của hiệp trung quốc hoa kỳ mà I'm going to pardon cho vị thờ là, là, ân xá cho Michael lấy đâu mà chuyện này bởi thế những người cố vấn trong trùng rất dở ừ. rất dở nó thật chứ phải quá dở ừ. là, làm sao mà để cho cái sự việc nó xảy ra như vậy thứ nhất là một vị tổng thống đâu có ra lắm á. ông không cứu nó mà dạ hả thế tại sao không cứu nó thì tại ông cứu nó ông ghét cứu nó cũng được vậy ừ. thế, Tại sao nó để cho nó đi tấn công mình làm gì? Nó tìm ra cái kẻ hở của mình làm gì? Anh thấy không? Mình đâu có thân thiết với nó nữa đâu. Mình đâu còn như lúc trước với nó. Mày về đi, mày ở trong cốc bà tó của mày ở bên New York đi. Khi nào mày cần, mày muốn hỏi tao. Tao đưa mày ra được Thì tao bỏ mày vô được. Có gì đâu. Ừ. Mình phải là bậc trưởng thượng trước. Nó rõ ràng như vậy. Ông có thiếu gì tiền? Một trăm ba chục ngàn, một trăm mấy chục ngàn cũng được hết. Dễ dàng quá có nhiều người người ta vô lâm thiên người ta làm cái công việc đó vì tôi bây giờ nó thật tiền văn tôi không biết về nhiều luật thì tôi thật mai của câu hình dễ dàng tôi lấy tiền của tôi ra tại tôi nghĩ rằng tôi thích ông trump trở thành tổng thống và tôi không muốn cái chuyện này cho người ta biết và tôi không cần nói cho ông donald trump biết nữa tôi muốn đưa tiền tôi make a deal với là uh, với là stormy daniel ai làm gì tôi <laughs> Ừ. anh 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 thấy có dễ dàng chứ nếu thật sự mà nói là cái tình với nhau và cái nghĩa với nhau để đó lúc nào cũng lên lên cứu chúa à. Yeah thấy cái chuyện gì? bây giờ mới hỏi lại tại vì sao mình làm cái gì mà để cho mọi người ta làm với mình như vậy? Stormy Daniel rồi Karen McDougal bao nhiêu người nữa à và hơn nữa ừ. mình không có được nếu tôi nói nếu mà ông nói đúng sự thật cho tôi không nghĩ là ông nói như vậy đúng sự thật ai mà tôi hỏi có mắc mớ gì đi nói chuyện mình không ngủ với là Melania ở phòng chung chi vậy nó được cái gì để nói ừ. anh thấy không đó là cái lúc mình tự vấn lương tâm của mình cái cuộc đời cái cuộc đời ông bà mình dạy rất hay nữa. anh anh biết không cái khó lớn nhất của mình là mình hành xử về quyết định lúc mình thành công yeah lúc mà chưa thành công thì còn cân nhắc kỹ lưỡng thành công lớn quá chủ quan anh biết không cho nên cái việc mà sai lầm lớn của trung là đối xử với những cái nhân vật như mà mai cầu câu hình Daniel rồi hàng loạt anh thấy đến độ nhiều người ghét trung lắm chờ tôi đọc với ông ấy, saramuchi đó À. Yeah. Giám đốc truyền Trời đó. ơi, nói thật với anh, nói, tôi đây này, tôi không làm, nhưng mà tôi bây giờ tôi muốn giải quyết vấn đề dễ quá, tôi kiếm một người thân tình tới đây ngồi đây tôi viết cái giấy tôi không có nói chuyện với tôi viết cái giấy ra mày không có thâu không giấy đó tao viết giấy mày tới mày gặp Michael của câu mày nói như vậy mày trả đi rồi đi đi mày volunteer thằng đó volunteer làm rồi we are talking later nói xong giục cái giấy xé đi thằng đó đến nói đưa tiền nó có gì có khó khăn gì đâu ông có tiền chứ đâu không có tiền đâu cần gì mà phải mà phải đi để cho FBI nó bắt thằng này vô nhà rồi ông còn nói là tao là tổng thống tổng thống thì đưa cho nó ra cho nó êm chuyện đi đến chi cho nó mệt nữa vậy vậy tôi thấy cái chuyện này đôi lúc nhiều khi khó hiểu người ta là những vị lãnh đạo cao cấp hiểu biết như vậy mà cái chuyện nó nhỏ nhặt mà không làm được thì làm sao làm chuyện lớn được anh thấy cái chuyện tôi chuyện Stormy Daniel ngủ một lần chơi với nhau rồi chừng đó chuyện nó quá tầm tay dễ dàng nó thật thì nó có cái gì khó khăn hết mà đến lúc này gần còn hai tuần lễ bầu cử biết ra chuyện đó chỉ cần mày đến đây tao nói chuyện với mày ok pập 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 dẹp đi không có thâu thúng gì hết nha đừng có nghĩ rằng là thằng nào ấy nó 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 phản bội mình lúc nào thì có cái gì đâu mày đi làm đi lấy 180 tám chục ngàn có người trả lại cho mày mày thích thú bỏ ra có nhiều người ta bỏ ra bây giờ tôi hỏi anh có nhiều người ta bỏ tôi cho biết bao nhiêu tiền vì ta, ta thích thôi có phải không ạ Dạ yeah. à, thì bây giờ ông này tao thích Donald Trump tao thích ông này trở thành tổng thống của tao tao không muốn chuyện này lôi ra tao cho mày trăm ba chục ngàn mày làm ơn mày cái bách cái điều giữa tao với mày mày nín thinh đúng không anh Dạ yeah cần gì phải hỏi quá bên kia này mình sống làm sao mà 180 000 chắc lại mình cũng kỹ quá ai cũng vậy thôi anh chắc kỹ lượng quá nhiều khi nên một sò bột kém hai đủ thứ chuyện rồi đâm ra cái đó, nó ấy đi chứ chứ, chứ <laughs> Michael, mà có câu với ông ông nhiều vị luật sư mà ông mà ông là luật sư mà cá nhân của ông ta yeah. ông Giuliani đi chạy theo đòi từng cắt từng xu, ông tắc... ờ, tôi thấy, uhm... tôi thấy ừ. tiền ông nói thật tình ông... mình đây có sư không có tiền đây này không 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 trả tiền, rồi nợ ông ta rồi ông ta đi ra theo đòi từng cắt từng xu, mà tôi nói ngay cái lúc mà ông làm chủ Cũng các cái cái trung thao thì nhân công người mẹ nhân công này nọ vô làm mà cũng đòi tiền cũng mệt lắm anh em, ông trung có tập như vậy. Ừ và wow, nói vậy chứ cuộc sống ừ. nó phải công bình phải công bình phải nói thật sự mà nói như vậy nhiều khi có nhiều cái mình nghĩ đó ơn thì đền oán thì trả thấy mai Johnson không ừ. khăn áo chạy lên New York chị mày bảo vệ cho tao tao không còn biết cái lý trí lẽ phải như thế nào nữa thế cũng sống chết đó không? cũng có nhiều người như vậy lê lai liều mình cứu chúa mà <laughs> đấy rõ <ràng. cười> thấy không? À, còn đó là một vài câu chuyện mà hôm nay chúng ta cũng nói đến qua cái buổi ăn trưa này. rồi, câu này thì... trước khi kết thúc, trước khi mà kết thúc cái phần 1 thì yeah. nghe nói sáng nay tôi nghe một cái video ở từ Nam. À. Linh, Sĩ Nhi Quốc Huy với lại anh mà mà, mà anh Phú Bơn Sa như nào, trọng nghe không? qua oh, wow. thì câu chuyện này thì nó diễn ra giống như chuyện thường ngày xảy ra ở huyện thì trong lúc anh lân à, vũ hoàng lân đi về bên việt nam đi ra tuốt tại hoàng sa trường sa ra trường sa à, đi về việt nam à, không biết có gặp stem stormy daniel hay không <laughs> Chứ mà anh không có ở đây thì anh đã đi về à, về lại ở đây thì trong lúc đó Andrew Lee là người không biết là cái đóng cái vai trò gì trong thì có tới à, cái vụ mà trương quốc huy bị eviction là tự nhiên đuổi ra khỏi nhà ở cái chỗ anh đang thuê mướn à, đến bây giờ thì mình cũng không biết cái nội vụ như thế nào nhưng mà anh minh gia anh có đưa ra cái giấy của tòa án cho biết rằng là họ muốn trục họ đã có lệnh người chủ nhà đã xin được lệnh của tòa án cho trục xuất anh người thuê nhà đó là anh Trương Quốc Huy ra khỏi nhà, thì cái chuyện đó cũng bình thường, diễn ra ở huyện thôi, không có gì hết, mà quan tâm nhiều. À, nhưng mà ra đi nó hơi vội vàng, và không cho đem theo cái gì, ngoại trừ đi được quyền đi vào lấy thuốc mà thôi. À, thì hôm qua tôi có nói chuyện gặp gỡ anh vũ Hoàng Lân, thì anh vũ Hoàng Lân cho biết rằng là, à, đến cái lúc mà cái người của, với cái danh của là YouTuber của anh á, À, anh là YouTube, à, YouTuber phố Bồ đến đó thì cái lệnh trục xuất đã được ban ra và anh Trương Quốc Huy không còn cái chủ quyền trên cái lãnh thổ đó nữa. Làm bắt cái đó cho nó vững. đó Cái lúc mà cái người của YouTube phố Bô Sa TV lên đó thì làm cái công việc đó thì cái chủ quyền, cái quyền mà gọi là operator sinh hoạt cái chỗ đó đó thì không còn nằm ở Trương Quốc Huy nữa bị tòa án lấy đi rồi anh ừ. nắm bắt được rồi tôi nói cái được điều đó, cho, là, à, vậy đó thì cái chỗ đó là chỗ anh Trương Quốc Huy thuê trong quá khứ nhưng cái lúc mà cái người nhân viên của YouTuber uh, phố Bồ Sa TV đến đó thì cái đó nó không còn là chủ quyền của anh Trương Quốc Huy nữa thì tôi không biết là chủ quyền của ai những cái người thưa kiện anh trộm là không phải là trương quốc huy thưa kiện Bên là mẹ trương quốc huy hả? à, không tôi không biết mà vấn đề à, vấn đề mẹ trương quốc huy là mẹ của một người cũng là public figure mà bị dính dáng ở trong cái vụ đuổi nhà đuổi cửa đó thì tôi không biết rằng là có nên đưa được thì cái chuyện đó lọ là... thì nếu mà thưa thì họ có quyền thưa cái gì ở mỹ là anh biết thương cũng được hết cái quan trọng là có thắng hay không thôi có ừ. tiền để thưa là việc trước tiên và thứ gì là có thắng hay không thôi chứ còn mình không mình không phải là luật sư thật là mình không thể nắm bắt mà ngay cái luật sư cũng chưa chắc nắm bắt được ăn thua ông tòa thôi. Ăn ừ. thua bồi thẩm đoàn thôi. À thì cái sự việc nó là như vậy. Thì lúc đó thì thấy hai chiếc xe của anh uh, Trương quốc Hy để đó cũng không được đem đi nữa. Ừ. Người ta trực xuất người ta không cho đem chỉ đem vô lấy thuốc uống thôi. Anh thấy không? Thuốc cái meditation, medi medicine thôi. À, đi sạch thôi à thành ra tôi không biết mà dựa vào đâu để anh lại hỏi tôi là có thư kiện đến bây giờ tôi ở đây tôi chưa nghe nói thư kiện chứ còn cái chuyện nói thì cái chuyện đó nó không có tốn tiền <laughs> muốn nói sao nói thôi <laughs> mình nghe, cái vấn đề qua, qua... Mình, mình, nghe qua một cái youtube yeah. chưa rõ suy tình lắm yeah, đã, thì... cùng chuyện địa phương đó tìm hiểu thêm mà Dạ yeah, thì tôi tôi thì tôi cũng chưa nghe cái YouTube nào. Hôm qua thì tôi gặp anh Vũ Hoàng Linh thì nói chuyện là có thể thư kiện gì đó đại khái. Nhưng tôi không biết thư kiện cái gì. Nhưng anh Vũ Hoàng Linh thì nói rằng là đến cái lúc mà cái người của cái trang YouTube của ông đến đó rồi thì uh, YouTube đến thì, thì lúc đó là cái chủ quyền cái lãnh thổ đó không còn thuộc về anh Trương Quốc Huy nữa mà anh Trương thì đã bị loại ra giống như không còn là một thành viên của cái giải đá bóng đã bị loại ra khỏi cái giải đá bóng đó rồi thưa anh. Dạ <laughs> tôi nói vậy nói hôm nay cho vậy thì anh 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 bắt được tôi gái tôi nói là gì nữa phải không dễ dễ xích Đó, thì thì thưa kiện thì cái chuyện bây giờ chút xíu nữa tôi xong tôi thưa kiện là anh nam nói chuyện với tôi mà anh không có cười cũng được vậy ai cấm đâu mm. <laughs> chưa mà... ở mỹ mà cái đề đề nhất quyền mà quyền tự do ngôn luôn được quyền điện, mọi chuyện một cơ quan truyền thông không đơn giản đâu anh biết không một trăm à. một hai vụ thành công thôi cái yeah. nó, nó muốn nhiều, nó muốn biết cách nó kéo dài nó tàn vậy đó. Nó không cần biết cũng được nữa thanh Mình là, là một là cái cơ quan mà định. mình đi thưa một cái chuyện mà nó đâu vào đâu thì người ta cười cho mình chứ là sao ăn thua gì đâu. Mà đến bây giờ thì mình không biết cái sự việc như thế nào cũng chưa tôi cá nhân tôi tôi chưa nghe anh trong khi cũng là có như em thôi thôi thật tình như vậy thì uh, uh, mình tôi nói em có nghĩa là tuổi tác hay là chỉ đạo thôi chứ còn ông ta là một trong những người gọi là 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 nhân vật nổi tiếng ở đây rồi mà, đại Việt Nam họ cũng sợ anh nữa mà cũng gì đấy thành nó phải mình phải cái chuyện đó là mình không dám nói à tôi dám nói câu là không dám nói là thật tình tại vì ông Trần Thế Văn một người ra tranh cử phải còn chạy tới nhờ ông nữa thì biết là cái chức vụ của ông nó lớn như thế nào rồi à, à nếu mà ông Văn mà không có nhờ ông Trung Huy thì chắc lẽ số phiếu thua đến ra anh Nguyễn nó gần tới cả 70 ngàn chứ không phải 50, 35 ngàn đâu, 36 ngàn phiếu đâu. <laughs> thì tự nhiên là biết <laughs> <laughs> thành ra cái chuyện thưa xin trả lời lại một câu đến bây giờ tôi không biết chuyện thưa nhưng cái chuyện thưa đối với tôi là rất nhẹ nhàng à cái chuyện nói mà nếu thưa thì phải có case number có người sợ mà không biết là sợ chưa mà không biết hiểu có hiểu cái chuyện sợ như thế nào nữa không à thành ra mình cũng cũng khó nói à, nhưng mà tôi nghĩ rằng là tôi có nghe anh Hoàng linh của youtube Phố bô tv nói rõ ràng là là, là đến cái lúc mà thời điểm đó thì cái chủ quyền của cái lãnh thổ đó không cái bất động sản đó không còn của anh trương quốc phi nữa và anh muốn nghe nam cali cũng kiện kiện nữa kiện gì đây nữa nam cali kiện và bắc cali thì nghe nói à tôi có nghe cái tin dạ yeah. anh đại dương à giám đốc của ra công ty rác yes California solution. Tôi có nghe cái tin đó và tôi nghĩ việc trước tiên, đây tôi có vài những cái nhận định. Tôi có một người có thể là anh Minh Giang, anh cho tôi biết và anh hỏi tôi thì anh nói rằng là liệu anh có nghe tin về ông Lê Bích Dương đang kiện một cái người có tên là Hải Bình ở trên phía bắc bờ bên bên California và không biết có giới truyền thông thì họ hỏi tôi có cái cơ quan truyền thông nào anh làm việc chung có bị không tôi nói tôi không biết chuyện đó về cá nhân tôi thì tôi nghĩ ông Lê Bích Dương ít khi ông thưa kiện ai lắm ông đâu có thưa kiện ai đồng ý ông vậy nhưng ông ít khi có thưa kiện ai lắm tôi thấy tại vì tôi thì ở đây mấy năm rồi anh Lê Bích Dương cũng là một người thân đấy kiểu thì chưa thấy thân chưa thấy bao giờ anh thưa thì tôi không biết tôi nói vậy tôi không biết à, nhưng sáng nay tôi có hỏi một vài người thì họ nói cái sự kiện đó có thưa đó À, không biết như vậy thì bây giờ tôi lại vô cái câu hỏi lại về cho anh thì anh thấy sao có hay không <laughs> thì kiện về cái tội thì anh em có lưu truyền trên internet cái, yeah. dạ cái, tội tội nói đã dương này nọ cái đó cũng khó không đơn giản kiện thì được và thắng được là khó mm. kiện thì được thắng được nhưng mà cái chuyện này còn còn đang diễn ra dạ đó, tiếp, tiếp diễn mình sẽ theo dõi xem sao. Yeah. Đúng. Nhưng mà thưa anh, có nhiều người người ta kiện không phải vì ta muốn thắng, mà người ta muốn tiền để người ta có thể xem một cái message cho mày. Mày đừng có giỡn với tao, mày sẽ điêu đứng với tao cả về kinh tế, lẫn tài chính lẫn ra cái sự gọi là tinh thần của mày nữa. À, cũng là một cái message như vậy. Nhưng bên cạnh đó, thì cái người mà defender họ cũng có cái quyền bảo vệ họ và họ sẽ chứng minh trong tòa cái người kiện đó làm ảnh hưởng đến cái đời sống của người ta cả về hình cả về tài chính lẫn tinh thần thì họ cũng có quyền là motion lại slap motion lại thưa anh chứ đâu phải dễ đâu thành bởi thế chúng ta không phải là một hai gì mà nó muốn thương người ta dễ đồng ý đa kim ngân liệu có phá luật lệ được hay không thì câu hỏi đó dành cho mọi người có câu trả lời cái vấn đề người ta đang chờ đợi anh Hải Huỳnh có slap motion không? Dạ vâng. Và mà dư luận những người biết hiểu biết luật, tôi có nói chuyện với hai ba luật sư trong ngành về à. vấn đề này, dạ, à. có yeah. một luật sư tên tuổi rất lớn, có đến thăm chúng tôi. Oh, vậy sao? Thì tôi hỏi ông ta ta thì ông ta tiết lộ nhiều chuyện mà tôi không tiền nói nói ra đi. Dạ, thôi bình thường. Nhưng mà thắng ra tôi sẽ khó, lắm. không đơn giản. Yeah. tại vì cái điều, cái cơ sở mà cái câu nói chính của anh Hải tôi có đọc trong cái là, là, tôi đọc trong cái, cái thư của cô 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 của, của cái thư của cô anh hải cái thư của anh hải y yeah. béo ra thì là cái tội gì nếu mà cái tội như vậy thì trói khó lắm yeah. như tôi nghĩ trói rất là khó yeah. và cái người ta đang chờ đợi hiện nay ông phải đã biết những Kiện nói chuyện nó xong rồi chuyện yeah. bây giờ hãy huynh có slap motion lại không oh counter a counter À. tại vì cái là quay em trong chơi cực kỳ nổi tiếng á mà chuyện tao không biết đúng sai mày thắng không được nhưng mà ông ông phao là cái lo tút trở lại dạ yeah. mà cái này ra tòa thì nó mình nó kéo rất là dài dạ yeah, vâng hai tháng hai làm chuyện rất là dài dài dòng hai thằng thì, thiệt hại giống nhau mà có cái điều này tôi hỏi anh anh sống bị cũng lâu nếu mà anh kiện không thắng mà bên kia thiệt hại nhiều về tài chính thì anh phải dạ yeah, bồi thường thiệt hại không khi khi anh uh, claim với luật sư mà cái vấn đề thương kiện á thì anh có thể nói rằng là chúng tôi yêu cầu cái 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 cái, cái luật sư họ yêu cầu phải hoàn trả về bồi thường tất cả những cái damage cả về cả về oral cái, cái 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 về tinh thần cũng giống như về cái tài chánh của người ta trong vụ án này thôi. cái người luật sư người ta có cho người ta biết bên phía bên đó để phiên đó là phải, nếu quý vị chúng tôi muốn quý vị quyết ra cái cây này vì cái địa đây là một cái sự không đúng sự thật với thân chủ của tôi và chúng tôi chiếu theo điều mấy điều mấy chúng tôi nếu thân chủ của chúng tôi bị ảnh hưởng với tinh thần về vấn đề sức khỏe, về vấn đề vật chất cũng giống như về cái uh, tài chính thì chúng tôi sẽ file một cái complaint và là chúng tôi sẽ đòi hỏi tòa bảo vệ cái quyền lợi đó cho chúng tôi thật. Dạ. Chứ vụ này cũng sẽ phức tạp lắm. Dạ yeah, vâng. Thưa anh chưa đến người thì mặt vàng như ai à, người ta nói nhưng mà đến người rồi á, thì mặt vàng như như, như ấy là tự nhiên chưa thì tháo hức làm rồi dữ lắm nhưng mà đến lúc vào rồi lúc đó mới biết thành thôi nhị hòa vi quý có hơn thua một vài câu cũng chẳng ăn thua gì thôi thì bây giờ mà cứ thể ra chút xíu có nhiều người hình như nhưng mà bên cạnh đó thưa anh Xuân Nam cũng có một cái vấn đề này chúng ta hiện nay thì có một số người họ lại thích có những cái vụ kiện để làm gì để gây quỹ pháp lý, <cười> <Đây>. <cười> anh quên đừng quên chuyện đó nhân xuân nam là để gây quỹ pháp lý, trời ơi, pháp lý bây giờ nó anh thường nghĩ một người cho một đồng mà bao nhiêu người ở đây cho và cái gương họ học được ông cựu tổng thống donald trump cái quỹ pháp lý đóng cho thành bây giờ họ cũng lấy làm cái con đường đó anh, anh có nhiều khi hai người thân với nhau dàn ra để làm chuyện này để gây quỹ pháp lý anh, anh thấy không bao nhiêu người ở đây đau khổ bây giờ về bên Việt Nam kìa Thiền An giữa bên bờ vực thẳm Thiền An bên bờ gì không biết nữa cũng đến tấm lòng người ta con tim cái tấm lòng ta bây giờ nó rộng lắm nó lớn lắm bao la như lòng đại dương vậy thành cái gì người ta cũng muốn giúp hết anh À, chiều nay như tôi không biết tôi đi ăn ở đâu kiếm gì ăn hết tiền rồi nhưng mà Thì ừ. lỗi anh cũng lúc nào cũng muốn đi đem đồ đi cho người khác thôi nó như vậy mới là độc đáo chứ thứ anh cái tấm lòng của người Việt mình bây giờ nó bao la lắm anh ơi <laughs> bao la lắm bao la thật là khó nói lắm <laughs> anh anh thấy rõ ràng lắm nhiều chuyện trôi đất ơi nó bên kia, bên ở tây ninh rạch giá bị đau chút xíu cũng đưa lên để mà tại vì khi mà kiện á dù thắng hay thua chỉ có một người một người thắng duy nhất là luật sư À, thì thật sự cái câu nói đó nhưng mà cái nghề người ta làm cái nghề đó thì người ta phải lệnh được cái giá trị học hành của người ta ra làm ừ. nhưng cái vấn đề chính ở mình đó là mình mình thắng để rồi mình được cái gì nè mình thua thì mình bị cái gì nè nói thật tình như vậy à phải... chứ chứ cá nhân tôi tôi đứng với báo người Việt tôi thật sự tên cái báo người Việt tôi là người hồi đó là tôi là người họ thưa tôi ba hai người nữa một người chết rồi còn người anh Ngô Kỳ thì họ thưa chúng cho thưa chúng tôi là cái tội phát phát à là xâm nhập cái 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 cái, cái của họ rồi rút cuộc lại đến lúc họ yêu cầu chúng tôi ký giấy hòa hoãn để họ xong thôi đừng có đến làm cái công việc cho nó thì thôi thôi có gì đâu thành ra mà tiếp tục theo dõi về các vụ kiện trong cộng đồng Nó bu... rất là hay anh anh nên có vụ kiện cộng đồng nên đưa ra để một cái bài học cho đừng có phải là cứ nghe nói thưa với kiện kiện với thưa khôn ngoan thì đến cửa quan mới biết thì tôi nói như vậy để quý vị biết rồi. Có nhiều người cũng vì một cái lời nói, cũng vì một cái sự mà gọi là tự ái cá nhân của mình để rồi ngày này qua ngày nọ, cái da mặt của mình nó bị nhanh nheo hết tại vì sao? Thua trong cái sự đau khổ, hầm hực trong cái sự tức giận. Thôi bỏ cái chuyện đó đi. Tôi không phải là nhà tôn giáo thì nói, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái điều đó nó không đem lại một cái lợi ích gì cho cái vấn đề tài chính những giống vấn đề tinh thần cả thưa anh. À, toàn là thứ dữ không chơi cho thứ dữ không à <laughs> thôi mình điền hiện cũng được à. Nhưng tôi bây muốn... giờ trở lại muốn trở lại muốn hỏi anh ở bên phía miền bắc hiện nay thì bắt đầu rộn ràng vào cái công cuộc bầu cử vào ngày mùng năm tháng 11 tới đây chưa thực sự ra nó nó bây giờ nó đã cái nhôm nhúng đã tương đối là nó ồn ào cũng chút xíu nhưng à. chưa tới chưa tới những ngày cuối cùng phải không tôi khoảng một hai tháng trước cái bầu cử thì nó ồn ào nhiều hơn Tôi nghĩ ít nhất là bắt đầu tháng 6 là bắt đầu rộn ràng rồi đó nha anh, tháng 6 là bắt đầu tranh cử là bắt đầu phía. Thế thì bây giờ anh nghĩ rằng cái cuộc tranh cử nào mà nó có thể lôi cuốn đồng hương của chúng ta ở miền Bắc và miền Nam California vào lúc này này. Bên anh cái vụ nào? Tranh cử nào? Biden với Trump thôi. À, ai anh. Biden gặp gỡ Trump. Tôi nghĩ Biden gặp Trump có dù ở đâu chứ ở Cali thì chắc lẽ không có ăn thua gì thế nào rồi ông ông Biden ông cũng thắng à thành ra mình không có cái cái cửa quầy nữa à, ngay đừng có nói về ông g hay à, ông Haven phải không? anh hay với là ông ông hay là ông với là ông uh, Adam Schiff là cái chức vụ đó mới là quan trọng đó Thường nghị sĩ để thay uh, Sebastian uh, hai người là uh, một người cộng hòa một người dân chủ mà tôi thấy của có bộ cũng khó cộng hòa khó thắng được dân chủ ở cái California này cơ cái gì song hàng yeah, dạ thì đó, đó là cái chuyện đó nhưng mà cái ghế mà ngon lành nhất ở đây nè cái ghế mà chưa bao giờ miền bắc có người việt mình vào lãnh đạo và này sẽ mà... thế chỗ ra Nguyễn ai u uh, chưa chắc là kia A Nguyễn thì nó phải còn lâu là tại vì sao Zen Nguyễn phải đắc cử giám sát viên đã mấy lúc đó mới ai mới thấy ra Nguyễn Đấy. bây giờ thì có một người Mễ với là một người Việt Nam mà hình như bây giờ thì cái trận đấu giải chung kết này hình như nó giống như là tương đương với Việt Nam mà đấu với Thái Lan để đội tuyển Việt Nam đấu với đội tuyển Thái Lan à, thành ra tôi nghĩ rằng chắc có lẽ bà thượng nghị sĩ Giang Nguyễn sẽ đắc cử cái chức giám sát viên nhưng mà chuyện gì nó cũng có thể xảy đến thành nó không thể nói được à bà Ran nguyện nhưng tôi muốn hỏi phía bên anh kìa, bên chúng tôi thì có giám sát viên rồi. tôi xin gặp Thi Dương. À, <laughs> cái trận đấu có một hấp dẫn. thế theo anh nghĩ bên nào tám lạng, bên nào nửa cân? thì người ta nói những vụ kiện nó còn hiện nay cũng có một phần lý do từ đó. à, à vậy sao? Tôi, tôi nghe người ta nói phân tích thôi mà. vì bị. Yeah. dạ. đài Du cửu yeah. Hậu, tòa soạn Caligula là rất nhiều khách tới, đó, à. tới rất là đông tới ừ. đó, đó là bàn bạc vụ này vụ nọ thì cho cái vụ đó có thể có thể tôi nói có thể nha bị ông ai thể có thể có mối liên hệ đến cuộc tranh đua của Đi Dương và Mai Sinh Nguyễn liên hệ tới mức độ như thế nào thì đó là chuyện khác nhưng mà tại sao nó liên hệ như vậy họ nói cũng có cái lý của anh à hay quá thế thì làm bây là... giờ tôi nhớ làm anh một cái làm sao kiểm chứng được cái chuyện đó Vâng, bây giờ tôi nhờ anh với một người giám đốc một cái tờ báo ở miền Bắc. Đây là tôi nhờ anh nha, cái này là nhờ anh đàng hoàng nha, mà không có vấn đề đút lót cửa sau cửa trước. <laughs> yeah. à, tôi muốn nhờ anh giúp cho tôi một cái phương tiện để tôi có thể liên lạc với hai ứng cử viên giám sát viên của miền Bắc California có một cái cuộc gọi là nói chuyện thôi cho tôi không muốn xài cái chữ debate, trình yeah. bày quan điểm. Anh có thể giúp tôi được không? tôi sẽ giúp anh với hai tay và hai chân luôn đó à, thì tại cảm ơn anh là không có một sự edit nào cả trong, cái, trong rồi bài. ok vâng kính thưa quý vị hôm nay là lúc mình sẽ, mình sẽ mình sẽ mình sẽ làm live tại chỗ công bố trước cho bà con theo, theo dõi vâng Làm live tại chỗ trong phòng studio của chúng tôi vâng rồi toàn trọng w yeah. đo đoàn trọng mai sinh nguyễn và Betty Dương ba người yeah. ngồi yeah. cả chúng tôi đứng bên ngoài Vâng, thưa anh, thì hôm nay là ngày 15 tháng 5 trong buổi ăn trưa cùng quý khán thính giả của truyền hình Việt Nam. Chúng tôi đã được cái sự đồng tình không một cái điều kiện nào hết đến với anh Nguyễn Xuân Nam là coi như là âu cái tờ báo Kali Today. Thì kính thưa quý vị, tiền, chúng tôi sẽ liên hệ với cô Madison ứng cử viên chức vụ giám sát viên và cô Betty Nguyễn Betty Dương à, là cũng là hai ứng cử viên và chúng tôi hy vọng sẽ dàn xếp một cái buổi chúng tôi không muốn gọi là debate nữa mà chúng tôi một buổi gặp gỡ để cho tất cả cử tri người Mỹ gốc Việt chúng ta biết được tất cả những cái gì về hai vị ứng cử viên người Mỹ gốc Việt chúng ta trên cái chức vụ này lần đầu tiên. Tôi đã nói chuyện với cô Madison và cô Madison cũng bằng lòng À, tôi chưa có bao giờ gặp gỡ biết được cô Betty Betty Dương và tôi hy vọng sẽ có số điện thoại tôi sẽ gọi cô Betty Dương và tôi xếp đặt làm tiếng sao để có cơ hội vâng cô, cô cảm ơn yeah. à, nếu được thì là tôi sẽ nói chuyện với cô Betty Dương và tôi hy vọng là có một buổi gặp gỡ giữa hai người lấy vì sao là cái buổi này gặp gỡ tôi cũng làm việc rất nhiều người hỏi cũng được nhiều người cũng Nhưng bao nhiêu sẽ... theo anh, nếu mà họ chấp nhận thì tranh luận tiếng Mỹ tiếng Việt à thưa anh tôi muốn họ sử dụng bằng tiếng việt để cho mọi người ở việt nam ở khắp nam châu bốn bể biết rằng có hai nữ vị hai người nữ đến đây học hành ở đây, làm việc ở đây và bây giờ bắt đầu chiếm một cái địa vị quan trọng đối với cái đời sống của người Mỹ gốc Việt chúng ta ở Bắc Cali. À, đó là cái tôi không muốn nói xài cái chữ tranh luận đi bay anh mà chúng tôi muốn nói đây là một cái buổi gặp gỡ để giới thiệu hai người này và có một vài vấn đề muốn hai người này thảo luận với nhau đó là cái điều mà chúng tôi muốn nói chứ chúng tôi không dám nói là tranh luận thôi đi bay về phương diện chủ nhà nếu anh 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 đề nghị thì tôi hoan lên một trăm phần trăm và yeah. khách quan nhất là tôi đứng ngoài cuộc và không dính vào vâng. cuộc nói chuyện đó. Yeah. Tuy nhiên, thì anh dẫu sao từ Nam California vấn đề vấn đề phức tạp Bắc California có thể anh cũng chưa rõ. Cảm ơn. Có yeah, vâng. nhà báo khác dính dính vô cuộc này không? À, thì hiện nay tôi chưa có biết cái cái quan điểm và cái cái đường lối của cái người họ cùng với tôi làm điều đó. Tại vì cái quan điểm của tôi là không muốn bày tỏ một cái cuộc debate mà tôi muốn bày tỏ rằng cái lần đầu tiên có hai vị ứng cử người Mỹ gốc Việt chúng ta trình bày cái quan điểm và mỗi cái của họ. Và cái nào tôi chưa hiểu được thì tôi hỏi họ, họ thêm để cho họ trình bày rõ ràng thôi. Chứ không có cái vấn đề là một cái câu hỏi bên này như vậy, bên kia không. Chúng tôi không muốn như vậy. Và chúng tôi À, lẽ nhiên thì có một người thêm thì tốt thôi nhưng mà tôi không biết rằng là tôi chưa có cái kinh nghiệm đó à thành ra nếu được thì cho tôi à, có một cái buổi gặp gỡ trong vòng khoảng 45 phút thôi là hai người và chúng tôi muốn có cái cơ hội cũng cho Đồng Hương ở miền Nam Cali biết về hai nhân vật mà có thể nói đem lại cái sự gọi nhưng, là nhưng mà cuộc tranh luận sẽ bao lâu 45 phút thôi anh là phút ngắn hả anh thấy ngắn lắm hả quá. tôi sợ là hai người họ không chịu thế thì một tiếng đồng hồ được rồi chứ còn nhiều quá thì không được nhiều quá họ tôi không muốn họ phải phiền toái họ còn nhiều thì giờ của họ nữa thật ừ. tôi chỉ <laughs> sợ rằng là tôi chỉ sợ rằng cái vấn đề mà tìm đến một cái thỏa thuận chung đó, thì hai bên sẽ có nhiều phức tạp anh để cho tôi lo chuyện đó cho À, tôi lo cho tôi lo chuyện đó hết à, tôi chỉ làm sao có hai người có để muốn cho mọi người biết rằng kỳ bầu cử ngày mùng 5 tháng 11 này chúng ta đừng quên cái lá phiếu của chúng ta đừng có quên chọn một trong hai người để họ có thể đại diện cho chúng ta ở chức vụ giám sát viên thật yeah. đó cái mà anh anh nghĩ sát suất thành công của anh là bao nhiêu phần trăm đến bây giờ thì không biết là sản xuất thành công cái sát xuất thành công có nghĩa rằng là Tôi dành cái câu trả lời đó cho cho Madison và Betty Dương chứ còn tôi tôi chỉ là cái người đề nghị và tôi thấy cái điều đó nên để cho tất cả đồng hương của chúng ta trên thế giới biết được cái vai trò của người phụ nữ Việt Nam ở tại Hoa Kỳ này đóng một cái vai trò như thế nào. Để có những ý nghĩ ngày xưa ô oh, khác và bây giờ quý vị hạnh nhiên với những cái người phụ nữ con cháu của chúng ta ngày hôm nay nối gót chúng ta thật. Có ừ. một một ý nghĩ hay. Yeah vâng yeah. tôi sẽ lên tôi sẽ lên miền Bắc Cali một trong tuần này hoặc tuần tới tại vì cũng còn khai vài cái vấn đề nhưng mà chắc lẽ tôi sẽ có cái cơ hội nói chuyện với Madison cô Madison thì tôi cũng gặp và tôi cũng phỏng vấn cô nhiều lần ở dưới miền Nam này cũng biết rất nhiều à, và à, tôi cũng nhờ nhờ cô Madison một lần mà tôi có điều kiện phỏng vấn bà Kamala Harris à, là lúc đó bà trên cử chức thường nghị sĩ Dạ À, với bà là uh, Sanchez ở đây thành hi... tôi chưa bao giờ nghe tin biết về cô Betty Dương thành tôi hy vọng là anh nếu có điều kiện được thì nếu bằng có sự bằng lòng của cô Betty Dương cô cho tôi số điện thoại thì tôi sẽ gọi mời cô để có một buổi gặp gỡ và dù một người nào thắng đi nữa cũng mang lại cái niềm hạnh diện cho người mỹ gốc Việt của chúng ta ở tại miền Bắc California vì sao vì chưa bao giờ chúng ta có một người mỹ gốc Việt của chúng ta ở trong cái ghế của giám sát hội đồng của thành phố Santa Clara. Và thì tôi trong quá khứ cũng đi lên miền Bắc Cali nhiều lần, thì chắc anh cũng biết, cũng gặp gỡ nhiều lần, cũng uh, là, một trong những người cũng kinh uh, cái trận bão lụt thì ông Kiều có hỏi tôi về vấn đề tiền, tôi nghĩ rằng, ồ anh giúp là quá tốt rồi, anh có tiền, anh cho được bao nhiêu anh chiêu, mà tôi cứ nghĩ rằng hồi đó còn anh chiêu Lee Sinh nữa. Nói ừ. tôi nói cỡ khoảng triệu, hai triệu là thấy quá thích thú rồi không ngờ ông lại cao hứng cho tới 5 triệu luôn thì điều đó và sau đó thì những cái buổi như là cháy nhà ở trong cái khu vô biểu hôi tôi cũng và yeah, tôi cũng lên và ông cũng cho một cái nhà tiền đó một cái nhà thì không biết cái công việc nó như thế nào nhưng ít nhất mình cũng hài lòng với cái công việc của mình đến đó và như vậy là mình thấy thích thú rồi. Yeah. Tôi thì tôi nghĩ rằng cho vui đi nữa nếu hai người bằng lòng ngồi nói chuyện với nhau ngồi để cho tất cả mọi người biết rằng ở một cái nơi mà có thể rất nhiều người biết đến cái thung lũng hoa vàng lại cái nơi phát sinh ra hai cái hoa hồng mà hai cái hoa hồng đó là làm nên cho nam giới cho tất cả mọi người Việt ở khắp nơi trên thế giới biết đến đó là cái hay và hy vọng trong tương lai những người ở Việt Nam chúng ta cũng nhìn thấy hai cái gương này để bắt đầu nghĩ rằng đã đến lúc người phụ nữ cần lên nói lên cái tiếng nói của mình chứ đừng có để cho người ta đưa cái tiếng nói của mình bởi cái bởi những cái ý đồ của người ta nhưng mà hoa hồng thường có gai, tôi nghe hai cô, <laughs> có gai luôn. Có gai thì mình có kéo. <laughs> kéo Còn mình hồng... cắt cái gai đi thôi. Đôi khi nó cắt mà không nổi nó hư à. cái luôn Yeah. Tôi nghĩ rằng những cái người mà hoa hồng rồi Thì họ muốn muốn cắt gai lắm Họ không muốn những cái người tới đúng hoa hồng để Mà chạy bỏ à, Mà tôi thì tôi thấy cô Madison cũng vui vẻ lắm nha Cô Madison cũng rất là là Tôi trên đó lên từ thời Lý Tống Cho đến thời kỳ mà biểu tình Đội chuyện ấy hết đủ thứ chuyện hết trên đó à, Có một người cũng à... À, Tôi không chuyện riêng từ Tôi không muốn nói ra tôi cũng muốn lên gặp người đó Một trong những người cũng là một Trong vị à quen biết về tôi với anh Lý Tống lâu quá tôi không biết lúc như thế nào thì cũng khi nào có điều kiện lên rất Đấy. nhiều người à cô trên đó một lần lên hồi đó cô Tina cũng cô rất giúp cho đi ăn đi uống tốt lắm cô đó cô đó có cái nhà hàng của mấy cô ở trên đó. Tina Đúng, Tina có tiên Tina tiên cô Tina tiên cái nhà hàng ấy. à, à cô rất Tina tiên thì vui. rất là vui vẻ rất là có thể nói là người hòa đồng. còn Jennifer không biết lúc này đã về tới đất chưa Jennifer, tôi không không rành. Jennifer, cái con gái của cái bà gì mà cũng bán, cũng nói trên uh, truyền hình cũng. Chết rồi Jennifer là mỹ phẩm. À đúng rồi không biết. Tôi cũng thân với Jennifer, Dạ cũng biết Jennifer. <laughs> tìm người nổi tiếng ngoài người đẹp không... À, không biết đâu thì chỉ có ai là biết cái đó thôi ừ. vâng tôi biết hôm nay anh cũng còn bận rộn nhiều chuyện hôm nay qua cái chuyện mà anh em chúng tôi tán gẫu buổi trưa này thì chắc quý vị cũng biết là nhiên cái điều mà chúng tôi muốn nói đến là mỗi người có một cái trách nhiệm trong cái đời sống của mình và chúng ta tự hào rằng là chúng ta chịu trách nhiệm về những cái việc làm của chúng ta không có gì mà còn cái chuyện thưa kiện hay chuyện này kia đó, đó là quyền của mỗi người mà liệu có thưa được người ta hay không <laughs> nói, vì nếu đi đi vào con đường đó là trùng trùng điệp điệp dạ yeah, đúng vậy trùng trùng điệp điệp mà chưa biết bên nào thắng bên nào dạ yeah. chuyện có thể kéo dài cả chục năm dạ yeah. chưa biết rất, rất nào. là vui vẻ dạ yeah. yeah. Cảm ơn anh Xuân Nam với cái câu chuyện buổi trưa hai anh em chúng tôi. Chắc là tôi biết rằng anh Xuân Nam cũng cần phải đi làm một cái công việc gì khác nữa. Dạ, rất là... Quý vị. Anh cố gắng cho tôi số điện thoại của cô Bé Dương. Và tôi, sau anh tôi sẽ... sau anh tôi sẽ sau tôi chuyện của anh tôi sẽ gọi cô ta nếu cô đồng ý tôi sẽ cho số điện thoại anh đi dạ vâng rồi và cho tôi gửi lời thăm cô Betty Dương cũng à. best <laughs> <bit> to <her. cười> thì nói chung là cái thế hệ trẻ bây giờ cái điều thế hệ trẻ bây giờ hai cô đều khoảng tuổi 40 hơn một chút dạ yeah. mid 40s Oh yeah, that's a good for politics yeah. That's a good <laughs> aid for politics yeah. Sinh đẻ lớn lên ở việt, sinh đẻ tại việt yeah. qua mỹ rồi yeah. đó. Cô yeah. sinh đẻ tại mỹ, thì hai cô này tiếng mỹ đều giỏi, tiếng việt cũng khá. Dạ. Yeah. Yeah. Thì chúng ta có những hai cô gái rất thú vị. Dạ. Yeah. Thôi, chúng ta sẽ hy vọng có cuộc mà âm mưu quân trọng thành công. <cười> <cười> cảm ơn gửi lời chào đến quý vị cảm ơn tất cả quý khán giả của chúng tôi cảm ơn chưa xin chào anh